Trong hành trình của giải thưởng khám phá Audacity Award, ba đầu bếp của Top Chef Việt Nam đã đặt chân đến đất nước xinh đẹp này và cùng nhau khám phá về ẩm thực của nước Pháp. Xin chào. Chào chị. Khi mà ngày đầu tiên ở Paris thì các bạn cảm thấy như thế nào? Cá nhân Hương thì cảm thấy là thời trang rất đẹp và một đất nước tuyệt vời. Thật sự mà nói mà cái văn hóa của đây là rất tinh tế, người ta lúc nào cũng mê cái đẹp. Khi mà nói đến Paris là phải có ẩm thực, phải có thời trang nè. Vậy bây giờ ba bạn muốn trải nghiệm cái gì trước? Thật ra chưa bao giờ đi, nhưng mà em nói là ở Pháp á, có những quán cà phê cực kỳ đẹp mà kiểu ngồi lề đường giống như Việt Nam mình, và có thể nhâm nhi cà phê hoặc ăn những cái loại bánh đặc trưng của Pháp, thì không biết là mình có thể kết hợp được giữa ngồi uống cà phê, cái mình tám chuyện với nhau và mình ngắm những cái đẹp. Ok, let's go. Chị gọi bánh sừng trâu không ạ? Rồi, có sang đi. Bữa nay lạnh quá, chắc là em ăn cái trứng luộc nóng này đi, espresso cà phê này đi. Thời tiết lạnh này chị em mình gọi cà phê nóng nhỉ. Dạ. Yeah. À cái đường này mọi người có biết cái quán cà phê này tên gì không? Cà phê de Flore. Đây là một trong những quán cà phê lịch sử lâu đời nhất, cà phê de Flore, với lại một cái nữa là Le Dos Magot bên kia kìa. Con đường này tên là Saint Germain. Cái đặc biệt của con đường này, thứ nhất là chị rất thích về những cái kiến trúc của các nhà cổ. Thứ hai nữa, nó có rất là nhiều những cái quán cà phê nho nhỏ đặc trưng kiểu Pháp, rồi những cái cửa hàng thời trang, em thấy không? Họ chẳng... À thôi, mình gọi đồ ăn. Yes, we're ready. 3 espresso. And 2 cappuccino. Can I have 2 croissants? Yeah, 1 chocolate roll. 1 chocolate roll, 1 croissant bread, 2 croissants. And then the toast. And 1 toast? Yeah, yes. With butter. Thank you. Một trong những ưu điểm của người order, người ta phải rất nhanh. Cái kiểu người ta phục vụ rất nhanh, tại vì rất đông người để ăn, người ta phục vụ không phải là để chỉ là mình có thể một người đó chỉ phục vụ là cái 10 bàn. Đúng rồi. Đây là bánh. Sophie, be careful. Sorry. Thank you. Và đây là một trong những cái văn hóa của người Pháp, khi phục vụ những cái món ăn, người ta sẽ có một cái lót hay là một cái gì đó mang tên một cái nhà hàng, không cần khăn trải bàn. Cà phê de Flore nè, dạ. Nguyên cái khu phố này luôn nè. Kiểu giống như là để mình ngồi xuống là mình nhìn được cái đặc trưng của cái quán cà phê mà có nhiều năm tuổi mà nổi tiếng ở Pháp hiện tại bây giờ. Thơm, rất thơm mùi trứng tươi. Đúng rồi. Khi làm cái bánh croissant là bên trong nó rất xốp. Nó rất xốp và rất mềm. Nó ăn làm như là nó thấy tan trong miệng, nó không phải như những cái croissant mà mình ăn nó đặc ruột. Cái đây là nó rất mềm ở trong, rất xốp, ăn cảm giác như là mình đang ăn một cái bông gòn, kẹo bông gòn vậy đó. 1, 2, 3. Welcome Paris. Để chuẩn bị cho thử thách của mình thì ngày hôm nay Hà với các chef sẽ đến một cái khu chợ địa phương rất là phổ biến ở Paris. Khu chợ này có tên là Allegre, và đây là một khu chợ có hai khu vực ở bên trong nhà và khu vực ở ngoài. Như ở đây các bạn có thể thấy được là khu vực ở ngoài bán nông sản rất là nhiều. Phía bên tay trái của Hà đây là nguyên một khu chợ mà chuyên bán đồ cũ, hay gọi là chợ trời, chợ phiên đó. Ở trong này rất là nổi tiếng với những cái gian hàng về phô mai, thảo mộc, mà đặc biệt là người Pháp họ rất thích dùng thảo mộc trong cái việc nấu nướng của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan chợ nhé. Mọi người ngửi thấy mùi gì? Mùi thơm của trái cây. Mùi trái cây, nấm sò. Mọi người có thấy không? Đây là một loại nấm nổi tiếng của Pháp. Nấm mè, nấm rép, cũng như nấm đùi gà của mình vậy mà nó to. Ô liu. Wow, ô liu. Mình có được thử không nhỉ? Wow, that looks so good. Trời ơi, nếu như mà bạn mà là người mê ô liu thì đây là thiên đường của bạn, giống như Hà. Mọi người nhìn xem là tất cả các loại ô liu được mix nhiều thứ khác nhau. Chỉ ngửi cái mùi thôi là đã rất là thèm luôn ấy.
Đây là trái cà chua rất là nhỏ, rất là xinh đẹp. Tất cả trái cây ở đây chúng ta có thể ăn được liền. Cực kỳ ngọt, cực kỳ mát và rất là thơm. Oh wow. Oh. En face. Thơm. A good smell. Để goûter. Xíu. Xíu về mùi chi. Trời, mời ăn chi luôn kìa mọi người. Oh. Thank you so much, sir. Thank you. Merci. The big cheeses like this are from the mountains yeah. area, and the small ones from the plain. Ah, okay. Có nghĩa là anh nói rằng là tất cả những loại cheese ở đây nó rất là đặc biệt, nhưng mà đặc biệt là những cái cheese ở phía ở những cái vùng mà núi cao, những con bò, sữa bò đó thì là nó ra những cái ổ cheese rất là lớn. Còn những cái vùng gọi là vùng đồng bằng ở dưới á thì là cái cục cheese nó nhỏ hơn. Đó là sự khác biệt giữa vùng miền núi và vùng đồng bằng. Cái cheese đây là một loại cheese mà cheese của loại cụ. Cái mùi nó không ai ai cũng không ngửi được cái mùi, vì cái mùi nó khó ngửi lắm. Mình thấy cái cheese không? Nhìn nó làm như là một cái cục mốc, nhưng mà đặc biệt bạn ăn vào nó rất thơm. Nên thử dùng chỉ một lần. Chi đã rất là tuyệt. Ok, 1, 2, 3, smile. Mọi người biết không, Paris được xem là cái nôi văn hóa tập trung rất là nhiều nền văn hóa khác nhau. Từ là châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Hà đang ở một nơi mà không biết là mọi người có nghe thấy âm thanh gì quen thuộc không ta? Đó là tiếng Việt. Và mình đang ở trong cái quận gọi là quận 13, là nơi tập trung rất là nhiều cư dân châu Á và đặc biệt là người Việt Nam. Và hôm nay chúng ta ở đây đi siêu thị cùng với các sếp để chuẩn bị cho cái thử thách sắp tới là siêu thị tên là Tăng Phe, là một cái siêu thị châu Á nổi tiếng mà chúng ta có thể tìm thấy bất kỳ một cái thực phẩm nào được nhập khẩu từ Việt Nam. Tôi về nhà. Chúc mừng năm nay. Chúc mừng năm nay. Làm sao, món cái gì? Món gì? À, con muốn kiếm cái thịt cua á bà. Làm bún riêu hả? Dạ con cảm ơn cô, con làm chả giò cua. Dạ, đó là. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nhiều ạ. Phải nói là Việt Nam mình là rất là thành công về quảng bá được cái món chả giò nổi tiếng sang đến tận nước Pháp, là cũng là một niềm tự hào của mỗi người đầu bếp chúng tôi. Mắm nêm nha. À, thực sự mà đi vào siêu thị này gặp người Việt Nam mình rất hứng mở, có người Việt Nam giúp đỡ mình. Khi chúng tôi đặt chân tới Paris này, lúc đầu thì chúng tôi tưởng là rất là khó để tìm kiếm những cái món đồ Việt Nam giống như này. Thì thật bất ngờ, tất cả những món ở Việt Nam có là Pháp có. Ừ, đây là cái trái Philippe thì xuất xứ từ Pháp, nhưng mà Việt Nam vẫn trồng được. Nhưng mà hôm nay tôi muốn lấy cái này để nấu cho người Pháp lại ăn lại. Trái đây là Việt Nam kêu là trái thổ lù. Đó là miền Bắc, còn miền Nam, miền Trung là kêu bằng trái chình bót. Có một cái điều ngạc nhiên rất là thú vị là khi xe của đoàn với cái bảng hiệu Top Chef và các sếp của mình khi mà đi siêu thị mặc cái áo của Top Chef thì được rất là nhiều người dân ở đây họ nhận ra và họ giúp đỡ. Mà các bạn cảm thấy giống như là được về nhà và được chào đón rất là hoan nghênh luôn á. Họ mua giùm tôi nè, kể cả khoai mì tôi không nghĩ là ở đây có, họ dẫn tôi mua được cái khoai mì. Em mua rất nhiều. Wow. Em mua tất Trời cả. Trời có luôn cả đậu rồng nữa nè. Đậu rồng, lá chuối. Đặc biệt lá chuối. Cái quan trọng nữa là trao em mới tìm thấy. Em mua được khá nhiều. Đây toàn lá lốt này, có rau mùi, rau hẹ này. Thì là củ riêng nữa. Wow. Đấy. Rồi là mắm tôm. Wow. Mọi người có nhìn thấy là Hà đang ở trên một con phố nhỏ rất là nhộn nhịp đặc trưng của thành phố Paris. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của con đường này là cái gì mọi người biết không? Mọi người nhìn sau lưng Hà nè, có một cái nhà hàng và ở trên nóc của nhà hàng là con ốc sên. Và cái tên của nhà hàng là L'Escargot Montaigu. Cái món escargot là một món ăn đặc trưng của người Pháp và rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Và cái nhà hàng này nếu mà các bạn nhìn ở dưới sẽ thấy là nó được thành lập từ năm 1832. Có nghĩa là nhà hàng đã gần 200 năm tuổi. Hà không thể nào chờ đợi, chúng ta hãy cùng vào thử món ăn nha. Let's go. Can we have one of the sear for guys? One sear, yeah. And burgundy snail. Truffle. Yeah, and truffle butter. You want the 6 or 12? 12, please. Okay. The frog legs. Frog legs. And onion soup.
onions. Yes. Perfect. Thank you. Mà mọi người có để ý không? Chúng ta nhìn cái kiến trúc, cách decor của nhà hàng với gương xung quanh nè, những cái tiểu tiết về móc áo, những cái chạm trổ ở trên cầu thang thì hầu như là nó không thay đổi, và đó là cái giá trị văn hóa lịch sử của nhà hàng này. Thì không biết là mọi người từ trước đến giờ có đã thử món này chưa ha? Em thì lần đầu tiên được gọi là tiếp xúc trực tiếp với nó, thì em đang rất rất là mong chờ để thưởng thức được cái món escargot này. Thật sự Hưng chưa bao giờ ăn ốc sên. Hôm nay Hưng rất là háo hức mà để mà muốn thưởng thức nó ở một cái nôi ẩm thực đẳng cấp thế giới như thế nào. Wow. Ôi món đặc trưng quá. Tuyệt vời. Món của em chắc thơm và đặc biệt. Em thấy cái vị tiêu và vị bơ nướng lên nó rất là thơm. Không thể thiếu tình yêu trong món ăn. Không, người Pháp có một câu rất là hay là ẩm thực Pháp có cô nhắc và trong cô nhắc có tình yêu. Đúng rồi.